Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem một tập đoàn thuyền thúng vươn khơi. Thì buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ quay những con thuyền thúng vươn khơi. Rồi sau đó mình sẽ quay những con thuyền thúng đánh lưới và nhỏ lưới. Và sáng ngày hôm sau mình sẽ quay những con thuyền thúng vào bờ nha anh em. Thì anh em xem trọn video để thấy những con thuyền thúng vươn khơi và đánh lưới, nhỏ lưới và những con thuyền thúng quay trở về sau một đêm làm việc nha anh em. Đây là tập đoàn thuyền thúng của thôn Mỹ Tân, tỉnh Ninh Thuận nha anh em. Kia ở đằng xa kia mình thấy có một thuyền thúng, hình như là thuyền thúng này bằng nan chứ không phải là bằng nhựa composite. Nhưng trên thuyền thúng này mình cũng không thấy máy kéo luôn. Thuyền thúng này có vẻ như không hiện đại bằng những con thuyền thúng vừa rồi và bé hơn. Có lẽ thuyền thúng này làm rơ mực. Ở đằng xa kia mình thấy có một thuyền thúng đang chạy ra nữa. Thuyền thúng này thì to và vững vàng hơn những thuyền thúng khác rất là nhiều. Rất rơm và to. Nhìn nó đi lướt trên mặt nước rất là đẹp. Được trang bị máy kéo đàng hoàng. Máy kéo này là máy kéo sử dụng bằng máy ben thủy lực. Trên thuyền thúng có trang bị bình bơm nhớt để ben đẩy cho máy kéo hoạt động. Đây còn thêm một thuyền thúng nữa. Buổi chiều ngày hôm nay cảnh những con thuyền thúng vươn khơi bắn loạn, mình không biết phải quay chiếc thuyền nào. Đây thuyền thúng này cũng chỉ có một thành viên, có trang bị máy kéo. Hình như anh năm Covid cũng mong là có một chiếc thuyền thúng như thế này để được vươn khơi bám biển. Ngày mai có cơ hội vào thôn Mỹ Tân thì anh năm Covid ảnh sẽ lên trên bờ và hỏi thăm giá cả của một chiếc thuyền thúng như thế này bao nhiêu. Nếu có cơ hội ngày mai vào thôn Mỹ Tân thì tôi với anh năm sẽ lên trên bờ để tìm hiểu xem giá cả và trọng tải của những thuyền thúng này. Có thể là chúng tôi sẽ làm cái ngờ thuyền thúng này vào mùa đông. Đây là một con thuyền thúng nhưng mà không phải bằng nhựa composite nha anh em. Đây là thuyền thúng bằng nan. Đặc biệt là trên thuyền thúng của anh này này có một thêm một cái mái chèo nữa. Mái chèo này dùng để ảnh quấy. Hơi nhỏ, thuyền thúng này hơi nhỏ so với những cái anh lúc nãy. Đây, tập đoàn thuyền thúng vừa mới chạy qua. Mình sẽ zoom ra xe cho các bạn xem tập đoàn thuyền thúng đang chạy. Từ nãy giờ nhưng mà anh chạy mới tới đây thôi. Anh thuyền thúng có bộ diềm, con diềm màu đỏ đây. Và một con thuyền thúng đang vươn khơi nữa cho anh em xem. Nhìn từ xa thì thuyền thúng này có lẽ là đi ngoài thành viên. Thuyền thúng sơn màu xanh lá cây rất là đẹp. Thuyền này là bằng nhựa composite nha anh em. Trên thuyền chỉ đi có một thành viên thôi anh em ơi. Nhìn những lá cờ ở đằng xa thì mình nghĩ là có thêm một hai thành viên nữa, nhưng mà zoom lại gần thì mình chỉ thấy có một người. Trên con thuyền thúng rất là to nhưng mà vẫn có một cái mái chèo. Nếu mà quấy những con thuyền thúng này thì không hề đơn giản ha. Con thuyền thúng trang bị rất đầy đủ, có máy kéo lưới. Đây là máy kéo lưới anh em, chạy bằng sức nén của thủy lực làm cho quay cái bánh xe đó. Thì mình đỡ lưới lên là nó sẽ quay lên thôi.
xin một con thuyền thúng nữa anh em ơi. Buổi chiều nay gặp trúng tập đoàn của thuyền thúng Mỹ Tân, không biết bữa sau gặp trúng tập đoàn nào nữa đây. Gió quá. Đây là một con thuyền thúng màu trắng. Hầu như là những cái thuyền thúng này làm chỉ những cái ngờ giống nhau, đánh những cái loại lưới giống nhau. Bởi vì mình thấy trang bị dội cờ và máy kéo hầu như là có cái cùng kích cỡ và cái tải trọng gần như là tương đương nhau. Đây, những con thuyền thúng tiếp theo. Nãy giờ mình quay chắc có phải hơn chục con thuyền thúng rồi đó. Đây là một con thuyền thúng bằng nang. Thuyền thúng này thì nhỏ hơn. Những anh làm cái ngờ thuyền thúng này trẻ cũng có. Mình thấy mấy anh lớn tuổi cũng làm. Mấy anh nào về hưu non thì làm những con thuyền thúng này cũng khá là hợp lý. Đây, đâu, anh vừa chạy, anh vừa phè thuốc rồi, nhìn anh rất là oi. Phè thuốc đi anh. Zoom xe và mình quay con thuyền thúng khác. Buổi chiều ngày hôm nay là quay những con thuyền thúng thì đủ mệt nghỉ luôn. Chắc ở trong cái làng Mỹ Tân này phải là khoảng vài chục cái thúng như thế này. Thuyền thúng được gắn máy. Nhìn những anh ngư phủ rất là hiền hòa ha. Trên con thuyền này chỉ làm việc có một mình thôi. Một cái ngờ cũng gọi là rất là đơn giản. Không phải hùng chung đậu vốn gì với ai hết. Làm được bao nhiêu thì ăn bao nhiêu, hưởng bao nhiêu. Ngờ thì đi buổi chiều, sáng mai, tầm sáng mai thì mấy ảnh vô bờ lại, về với vợ con. Chạy dữ dằn luôn, rất đẹp. Nhìn những con thuyền thúng mình thấy biển vơ mình rất yên bình, rất đẹp, rất đẹp. Không còn cảnh tượng nào tuyệt vời hơn. Tàu cá có chữ Hưng Phát. Wow, chiều quay cảnh mấy anh quá đẹp. Vậy là 3 anh, mà 4 râu nữa anh. Trước 2 râu, sau 2 râu. Câu à? À, câu phải đông mấy nha. Đây, sáng hôm sau anh em xem cảnh mấy anh thuyền thúng đang kéo lưới nha anh em. Họ thả lưới kể đêm và sáng ngày hôm sau họ kéo lưới. Có thể thì trong từ chiều hôm qua cho đến nửa đêm thì họ cũng đã kéo vài quát lưới rồi. Thì sáng hôm nay họ đánh giác lưới cuối cùng và sau đó quay trở lại bờ. Anh em thấy thì họ đặt cái lưới lên trên cái máy kéo á, thì cái máy họ đang nổ thì cái đèo nén thủy lực nó sẽ làm cho cái máy ben của họ nó lăn ha, đỡ lưới trên đó thì lưới cái máy quay nó sẽ quay cho cái dàn lưới lên. Đây, ở đằng xa có một thuyền thúng nữa cũng đang kéo lưới nè anh em.
Đó, nhìn máy anh làm có cái máy nó hỗ trợ nó cũng nhẹ nhàng bớt. Nhìn máy anh đánh lưới dọc gần nhìn đẹp quá ha. Nhìn cảnh máy ảnh đánh lưới rất là yên bình. Đây anh em, đây là cũng là một thuyền thúng đang kéo lưới nè. Bây giờ khoảng tầm 6 giờ sáng nha anh em. Đây thuyền anh này nhiều lưới cơ ha. Thuyền anh này thì đánh khơi hơn thuyền lúc nãy. Thuyền lúc nãy thì đánh gần hơn. Đây những thuyền thúng này đánh hơi khơi hơn. Từ chiều ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay thì mình cũng theo những anh thuyền thúng này, mình cũng chạy ghe quanh quanh khu vực của máy ảnh thì mình quay toàn cảnh máy ảnh cho anh em xem được những cái đoạn video này ha. Đây là bây giờ một anh thuyền thúng sau khi đã kéo lưới xong, bây giờ chạy qua bờ bán cá. Đây chạy dọc gành như đây là cái mũi của làng Mỹ Tân nè anh em, nó thuộc tỉnh Ninh Thuận đó. Thôn Mỹ Tân có chiếc thuyền khéo gơ ha, thuyền này sâu màu xanh lá cây nhìn đẹp quá. Đây anh em, bây giờ những con thuyền thúng sau một đêm làm việc từ chiều ngày hôm qua, những anh thuyền thúng này xuất cảng thì bây giờ máy anh quay trở lại cảng nè anh em. Mình đang đứng ở phía trong để quay ra ngoài cửa cảng, quay những con thuyền thúng đang quay trở về bờ. Đó, 4-5 thuyền thúng vào cửa một lúc luôn. Nhìn cảnh rất là yên bình, rất là đẹp. Sau một đêm làm việc rất là mệt mỏi thì bây giờ những anh thuyền thúng sẽ quay trở về bờ bán cá và trở về với gia đình. Thì đây là video mà mình quay toàn cảnh những chiếc thuyền thúng của anh em ở thôn Mỹ Tân nha anh em. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một video khác. One, two, one, two.